đằng sau công việc làm trợ lý cho bà đầm thép ngành thời trang Anna Wintour. Để được làm việc cho tổng biên tập quyền lực bậc nhất thế giới Anna Wintour, những trợ lý này sẽ phải đáp ứng những yêu cầu gì? Gần đây, một thông báo tuyển dụng của Condé Nast đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của những người làm trong ngành thời trang thế giới. Theo đó, công ty này đang tuyển dụng trợ lý cho tổng biên tập tạp chí Vogue Mỹ và giám đốc nội dung toàn cầu. Dù không nêu tên nhưng hai chức vụ này đều đang được nắm giữ bởi Anna Wintour, người được mệnh danh là bà đầm thép trong giới thời trang. Ngay khi thông báo tuyển dụng này được phát đi, nhiều người đã ngay lập tức liên tưởng đến câu chuyện tuyển trợ lý của tổng biên tập tạp chí Miranda Priestly, Meryl Streep thủ vai trong bộ phim huyền thoại yêu nữ hàng hiệu The Devil Wears Prada. Được biết, nhân vật tổng biên tập trong bộ phim này được cho là đã tái hiện nguyên mẫu của một Anna Wintour khó tính, cầu toàn và cực kỳ quyền lực trong ngành thời trang. Trong khi đó, diễn viên Anne Hathaway và Emily Blunt lại sắm vai những trợ lý thân cận, luôn cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của tổng biên tập. Vậy công việc của một trợ lý tổng biên tập sẽ bao gồm những gì? Dựa theo mô tả của Condé Nast, mức lương cho trợ lý được liệt kê là từ 60.000 đến 80.000 USD, từ 1,4 đến 1,8 tỷ đồng. Công việc của những trợ lý sẽ là quản lý lịch trình, trả lời các cuộc gọi và email cũng như hỗ trợ tổng biên tập sắp xếp cuộc họp. Bên cạnh những đãi ngộ đặc biệt như tham dự các sự kiện, bữa tiệc thời trang cao cấp, tiếp xúc với người nổi tiếng hay được khoác lên mình những trang phục thuộc bộ sưu tập mới ra mắt. Những người từng đảm nhận công việc này cũng cho biết rằng công việc trợ lý là vô cùng căng thẳng. Theo một cuốn tiểu sử về Anna Wintour có tựa đề Anna, một trợ lý tuyên bố rằng cô ấy đã giảm khoảng 3,6 kg sau 2 tuần đầu tiên làm công việc trợ lý. Trong khi đó, một người khác nói rằng cô ấy được khuyên không nên rời khỏi bàn làm việc, thậm chí là sử dụng phòng tắm nếu không có ít nhất một trợ lý khác ở nơi làm việc. Một cựu nhân viên khác còn cho biết công việc này mệt mỏi đến mức cô ấy đôi khi phải nằm nghỉ trên sàn đá lạnh nhân lúc sếp của mình ra ngoài ăn trưa. Cũng giống như trong phim, các cựu nhân viên cho biết việc họ phải luôn ăn mặc chỉn chu, hợp thời trang là quy định bất thành văn khi làm việc cho Anna. Chia sẻ với tạp chí The Cut, một cô gái cho biết cô từng chi tới hơn 5.000 USD, khoảng 117 triệu đồng, cho trang phục, phỏng vấn để tạo ấn tượng tốt. Dù được đánh giá là một công việc đòi hỏi cao và gây áp lực, nhưng nhiều cựu trợ lý khác vẫn có những lời kể tích cực hơn về trải nghiệm làm việc của họ với Anna Wintour. Trong một cuộc phỏng vấn với Tay Greysdale, trợ lý cũ Jay Vakili cho biết cô thích được theo dõi một người phụ nữ đáng kinh ngạc như vậy và công việc đã mang lại cho cô ấy tình yêu và tinh thần kinh doanh. Nguồn: The Sun, SCMP.